mời cộng đoàn nghe thông báo. Thông báo: kính thưa ông bà, anh chị em, chúng ta đến đây trong tinh thần hòa bình, tinh thần bất bạo động. Bất bạo động trong cả lời nói và hành động, luôn biểu lộ một phong thái thánh thiện hiền hòa. Trong tinh thần hiệp thông, chúng ta chỉ... Chúa. 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 Chú